xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng hàm SUMIF ở trong uh, VBA Excel à, ví dụ mình cần tổng hợp cái số lượng theo từng mã hàng Đấy, tổng hợp số lượng theo từng mã hàng từ cái sheet data này từ cái sheet data này sang bên cái sheet kết quả này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, hai cách để dùng SUMIF thứ nhất là dùng SUMIF ở trong cùng một file Tức là chúng ta tổng hợp cái dữ liệu từ cái sheet này sang bên cái sheet này ờ, Mà trong khi đó hai cái sheet này nó đều nằm trong một cái file này Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tổng hợp uh, cái trường hợp mà uh, dữ liệu từ một cái file khác Đấy, từ một cái file khác Đó, mình đổi màu cái file này một chút để cho các bạn nhìn thấy nó có cái sự khác biệt nhé Rồi thì chúng ta cần tổng hợp cái dữ liệu từ cái file này vào trong cái cái file này. Đó là cái trường hợp mà chúng ta dùng xâm ít khác file. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để các bạn có thể là thao tác được và các bạn có thể làm ra kết quả nha các bạn nhé. Rồi, ok. Uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Sở dĩ mình làm cái video này là bởi vì ở trên kênh YouTube của mình Mr Cảnh Nhái Sale thì có một cái bạn hỏi mình là cái trường hợp như thế này. Đó, có nhiều bạn hỏi đấy nhưng mà mình thấy có một cái bạn ấy hỏi và bạn ấy có cung cấp đầy đủ cái đoạn code mà bạn ấy viết như thế này. Đó, bạn ấy viết như vậy và bạn ấy hỏi mình là anh xem giúp em là cái code này nó sai ở chỗ nào đó Thực chất thì bạn ấy cung cấp cốt đầy đủ rồi Nhưng mà có điều là bạn ấy không có nói cho mình biết Là bạn ấy uh, sử dụng Smith trong cái tình huống là lấy dữ liệu Thống kê dữ liệu ở cùng file hay là khác file Đấy cho nên là mình không có trả lời được cho bạn ấy là Nó cụ thể nó sai như thế nào uh, Theo như cái đoạn cốt của bạn ấy viết ấy, Mình đoán là bạn ấy là lấy trường hợp lấy khác file Đó lấy khác file Nếu lấy khác file mà bạn ấy viết như vậy Thì đương nhiên nó không ra kết quả là có nghĩa là nó sai rồi Đúng không? Chúng ta hiểu nó như vậy. Còn nó có rất nhiều cách để chúng ta có thể viết được ra kết quả, nhưng mà khi mà chúng ta làm một cái gì đó mà nó ra kết quả nhưng mà nó không đúng hoặc là không ra kết quả thì có nghĩa là chúng ta làm sai. Còn thì nó sai thì nó có rất nhiều kiểu sai và làm đúng thì cũng có rất nhiều kiểu đúng luôn. Đấy, chúng ta phải có một cái tư duy như vậy. Đấy, chứ không phải là chỉ có một cách nào đó là là nó sẽ sai hoặc là chỉ có cách nào, nào đó là nó sẽ đúng. Chỉ có một cái có một cái khái niệm là chúng ta làm theo cái cách nào mà chúng ta cảm thấy nó dễ làm và nó được ra được cái kết quả như chúng ta mong muốn thì đó là cái cách phù hợp với chúng ta đó thì cái đây là cái đoạn code của bạn ấy. đấy thì ví dụ bây giờ mình sẽ copy cái đoạn code của bạn ấy như này đó từ đây đến đây này mình copy này rồi mình sẽ mở một cái file excel mới lên đấy mình mở một file excel mới cần cho n n mình mở một file excel mới lên mình mở cái cái cửa sổ soạn thảo VBA và mình dán cái cốt của bạn ấy vào đây đấy thì các bạn thấy là cái cốt của bạn ấy nó như thế này đó cốt của bạn ấy như thế này thì mình đoán là bạn ấy uh, có muốn lấy cái tổng hợp từ một cái file khác Đấy, vào một cái file nào đó đấy bởi vì mình thấy là Xít tổng này còn nếu trường hợp nó cùng file thì đơn giản quá rồi nhưng mà vì trường hợp mà cùng file chăng nữa nếu bạn ấy làm không ra kết quả điều đó có nghĩa là bạn ấy làm chưa đúng đúng không đó. vậy thì để cho uh, dễ hiểu thì mình sẽ làm mình hướng dẫn cho các bạn uh, cách sử dụng hàm SUMIF trong VBA Excel uh, cũng như là nếu mà bạn ấy xem được cái video này thì bạn ấy cũng tự biết được là um, bạn ấy làm sai ở chỗ nào luôn đó thế thì mình đóng cái file này lại nhá mình không có làm việc với cái file đó rồi mình chuẩn bị hai file thứ nhất là file bảng dữ liệu này là một cái file khác để nữa mình sẽ tổng hợp cái trường hợp khác file còn cái trường hợp là cái file này Hướng dẫn sử dụng hàm sấm íp trong VBA Thì là mình sẽ viết cho các bạn cách sử dụng tổng hợp trong cùng một file Excel Đó Thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn nhé Ví dụ bây giờ mình chạy cho các bạn xem này Bấm Run này Trường hợp cùng file bấm Run này Đó các bạn thấy chưa Nó ra kết quả thấy không Bây giờ trường hợp khác file bấm Run này Đó các bạn thấy không Kết quả nó ra y như nhau luôn Đó các bạn nhìn các bạn có thể biết là nó đúng ngay đúng không? Mình cộng tổng này các bạn thấy là kết quả nó ra giống nhau này. Đúng chưa nào? Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé để các bạn có thể viết được cái uh, hai trường hợp này nhé. Đó và nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và bấm like để ủng hộ mình nhé để mình có động lực để mình biết là người nào các bạn quan tâm đến cái video của mình, quan tâm đến cái vấn đề mà mình chia sẻ. Còn nếu các bạn không uh, đăng ký kênh hoặc không bấm like thì mình uh, cảm thấy nó không không uh, có động lực lắm. Đó các bạn nhé Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước Đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái thẻ Divide number. Làm thế nào để có cái thẻ developer này Thì mình đã hướng dẫn rất nhiều trong những cái video trước đây rồi Các bạn có thể xem nhé Developer này Các bạn chọn Visual Basic Đó đây là cái đoạn code của các bạn ấy vừa rồi đúng không Mình sẽ xóa nó đi nhé Rồi Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viết code như sau Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái trường hợp mà cùng file trước Các bạn nhé Trường hợp cùng file tức là chúng ta tổng hợp cái số lượng theo từng mã hàng từ cái cái bảng bên này sang bên này đó chúng ta cần muốn biết là như thế thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên chúng ta sẽ viết một cái sub đấy sub này sum if sum if ship gạch cùng file mình viết thêm cùng file ở đây cùng file đó enter rồi sau đó mình sẽ viết một cái một cái um, khai báo một cái biến biến y như sau để cho video nó ngắn mình làm đầy đủ luôn dim y et no các bạn nhá rồi enter này for y for y sẽ bằng mình cho y nó chạy từ 4 to 11 4 u từ 1 11 enter next rồi vòng nạp y nhá 4 từ 11 có nghĩa là y nó chạy từ dòng số 4 này đến dòng số 11 này để nó hiện hiển thị cho mình kết quả từ cái dòng số 4 đến 11 đấy các bạn hình dung là là như vậy nhá nó không quá khó hiểu đâu rồi vòng nạp các bạn nhé rồi sau đó chúng ta sẽ viết một cái đoạn cốt như sau chúng ta sẽ ghi kết quả ra cái OC4 đúng không OC4 nó nằm ở cái sheet data mà cái sheet data này nó là là sheet 1 các bạn nhé thì mình sẽ viết là sheet 1 này chấm rang này mở ngoặc ra mở nháy kép ra OC4 C4 là C như này mình nối với y Đấy, thay vì mình viết là C4 thì mình sẽ viết là mình nối với một cái biến y để thì y nó sẽ chạy từ 4 thì có nghĩa là đầu tiên nó xuất hiện kết quả ở, ở OC4 các bạn nhé sau đó các bạn cho nó bằng như thế này này Đấy, các bạn viết Excel chấm worksheet mình viết như thế này này xong mình nhấn cần trôn bay trên bàn phím Excel nó sẽ gợi ý cho mình này worksheet function Đấy, các bạn chọn nó các bạn chấm sum if rồi các bạn mở ngoặc ra đưa số đầu tiên của hàm sum if là cái vùng chứa điều kiện là cái vùng mà chúng ta là chính là cái cái vùng mã hàng này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ viết như sau là sheet 1 các bạn nhé bởi vì sheet data là sheet 1 đúng không ạ uhm. Thì kết, 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 kết quả của chúng ta nó không phải là sheet 1 đâu. Sheet kết, kết quả của chúng ta là sheet 2 các bạn nhé. Đó, sheet kết, kết quả là sheet 2, không phải là sheet 1. Là cái bảng này các bạn nhé. Đấy nó nằm ở sheet 2. Để các bạn biết sheet 1 hay sheet 2 các bạn nhìn bên 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 này này, các bạn thấy không? Đó, sheet data là sheet 1 còn sheet kết quả là sheet 2. Thì bây giờ mình sẽ vùng vùng chứa điều kiện thì mình sẽ chọn vào sheet 1 đấy và mình chọn range này. Đấy. Mở nháy kép mở nháy kép ra các bạn sẽ cho mình mình sẽ quét chọn từ OB B3 cho đến là OB bao nhiêu các bạn B99 nha đó tức là từ đầu đến cuối B3 đến B99 mình sẽ quét chọn cả cái dòng tiêu đề luôn các bạn có thể là bỏ dòng tiêu đề cũng không sao nhá là mình quét chọn cả dòng tiêu đề luôn tiếp theo là đến cái điều kiện đúng không điều kiện của chúng ta nó sẽ là ở cái sheet 2 này chấm rang này mở ngoặc ra rồi điều kiện của chúng ta chính là cái OB4 này này đúng không mà OB4 là gì các bạn B4 có phải là BI không đúng không B4 chính là BI đấy B nối với I này đấy, đóng ngoặc lại phải tiếp rồi đến vùng cần tính tổng là sheet 1 này chấm sheet 1 vùng tính tổng là ở sheet 1 này chấm rang này mở ngoặc ra, mở nháy kép ra, chúng ta tính tổng theo cái, theo cái cột số lượng là cột D đúng không? Từ D3 đến D99 luôn. Bởi vì lúc nãy mình đã chọn từ cái mã hàng ở cái cột B này rồi, thì bây giờ vùng tính tổng của mình mình cũng phải chọn từ cột, uh, từ dòng số 3 luôn, đấy là từ D3 cho đến D99 luôn. Đấy, các cái vùng nó phải tương ứng bằng nhau các bạn nhé. D3 cho đến D99. Sau đó các bạn đóng nháy kép và đóng ngoặc lại. Sau đó đóng hoặc cái hàm xâm ít lại Đó Đấy đơn giản như vậy thôi đấy, Mình mở toàn bộ đoạn code cho các bạn xem này Đó Đây là cái trường hợp mà lấy cùng file mà khác sheet đấy, đấy Còn trường hợp cùng sheet thì đơn giản quá rồi Đây cùng file khác sheet luôn Bây giờ mình thử chạy cho các bạn xem nó có đúng hay không Đó Mình thử chạy code Đúng không Rất đơn giản thôi Bây giờ mình để Các bạn để ý vào cái cột C này nhá sum cùng file nhé mình để con chuột ở trong cái cái đoạn code này và mình bấm vào cái nút này này bấm chạy này run này đấy các bạn thấy chưa đấy, nó ra kết quả đúng chưa rồi thế thì bây giờ đấy là trường hợp mà uh, cùng cùng file đúng không cùng file vậy thì trường hợp khác file thì chúng ta làm như thế nào đó trường hợp khác file nhá rồi để cho nhanh mình sẽ quét bôi đen tất cả cái này mình copy này mình để xuống dưới này cần Ctrl V để mình dán xuống Đấy Có nhiều bạn nghĩ là uh, Khác file thì các bạn thêm Khai báo cái tên uh, tên file ở đây uh, Nghĩ là như vậy Đơn giản là như vậy Đấy Nhưng thực chất thì nó không phải như thế Nếu trường hợp mà chúng ta Mà làm khác file Mà chúng ta viết theo kiểu này Thì nó sẽ uh, sẽ, sẽ rắc rối lắm đấy Rắc rối Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Cách đơn giản hơn Khác file thì các bạn sẽ làm như sau Đó Các bạn sẽ làm như sau nhé Thì uh, Mình sẽ làm từ đầu Đấy, khác file thì chỗ này mình xóa đi này. Đấy, và dưới này mình xóa đi luôn. Không không dùng đến nó các bạn nhá. Bây giờ khác file thì chỗ này mình sẽ viết là sum if uh, khác khác file mình phải thêm chữ excel bởi vì cái đoạn code của mình trước uh, mình để đặt tên là sum if khác file rồi. Thì bây giờ mình phải thêm sum if khác file excel và mình thêm vào như vậy để cho nó cái tên sub nó khác nhau ấy các bạn hiểu không? Rồi nó trùng cùng nhau là nó báo lỗi đấy các bạn chú ý như vậy giờ cái đoạn code này mình chưa động đến nhá mình vẫn copy từ trên xuống thôi mình chưa động đến nữa mình sẽ phải, phải sửa nó nhưng mà trước khi mình sửa thì mình sẽ làm cho các bạn xem như thế này tức là trường hợp xâm yếp khác file ấy, thì các bạn không nên viết kiểu kia mà các bạn đầu tiên á các bạn sẽ làm như bình thường đã các bạn làm xâm yếp như bình thường đã dấu bằng này các bạn lấy xâm yếp ra như thế này này đó sau đó các bạn quét chọn cái vùng chứa điều kiện ở cái file kia thì file kia phải mở sẵn lên như này các bạn chọn vào nó các bạn quét chọn đây này cần chôn ship mũi tên xuống sau đó các bạn chú ý là khác file này nó cố định sẵn cho mình rồi đúng không rồi mình chuyển con trỏ xuống đến điều kiện là cái ô này này đúng chưa ô này sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống xâm rang là vùng tính tổng đúng không thì các bạn vẫn chọn vào cái cái file kia đó và các bạn quét chọn đấy cần chôn ship mũi tên xuống và các bạn cố định nó đúng chưa mà nó cố định sẵn cho mình rồi bởi vì là khi mà chúng ta quét chọn cái vùng dữ liệu ở khác file là Excel sao nó tự đựng, nó cố định cho mình rồi và các bạn chú ý ở dưới này là hai cái vùng này nó phải bằng nhau nhưng mà cái phần tính tổng này sâm rang này nó đang tính đến cái dòng 100 à, bởi vì nó có cái ô tổng ở phía, phía, phía dưới này các bạn nhìn thấy đúng không bây giờ chúng ta cần phải sửa sửa thành sửa thành 99 để cho nó bằng nhau đúng không hai cái vùng này nó phải bằng nhau sau đó các bạn chọn ok và các bạn kéo công thức xuống thì các bạn thấy nó kết quả nó cũng ra đúng như bên này luôn bởi vì hai cái bảng là mình chỉ là copy ra thôi thì dữ liệu nó giống nhau và các bạn để các bạn dễ theo dõi là nó chính xác nó đúng rồi đó sau khi các bạn làm được như thế này rồi nhá sau đó các bạn sẽ bôi đen cái công thức này này cả dấu bằng luôn các bạn copy nó đó sau đó các bạn thoát nó bằng cách các bạn nhấn phím ESC trên bàn phím để thoát nó đi sau đó các bạn mở cái cửa sổ lập trình VBA nên đấy thì cái chỗ này đấy, mình mở rộng ra cho các bạn xem nha đó thì cái 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 khúc này các bạn sẽ bồi đèn hết cái chỗ này bồi đèn hết cái chỗ này và các bạn dán cái công thức của mình vào cần chuẩn về các bạn dán nó vào đó sau đó các bạn phải để trong cặp nhé kép nha đó để trong cặp nhé kép như thế này cho mình đó để trong cặp nhé kép như thế rồi Tiếp theo là gì? Bởi vì cái vòng đập phía trên này là mình bỏ nó đi rồi. Đúng không? For next mình không dùng nữa, biến không dùng nữa. Thì chỗ này mình phải không không được dùng biến ở đây nữa. Mình phải để là B, C4. Kết quả là oc C4. Nhưng mà à, không phải là oc C4 mà bây giờ mình cần tính sang od D4 đúng không? Thế thì mình sửa C này bằng D, D4. Rồi, như vậy. Đấy. Tuy nhiên, ấy, nếu mà trường hợp mà các bạn chạy cái, mình xóa đi nha, xóa cái kết quả này đi, mình chạy thử cho các bạn xem. Nếu mà các bạn để như thế này mà các bạn chạy kết quả ấy, thì nó chỉ ra một cái ô, od 4 đó thôi. Ô D4 đó thôi, bây giờ mình chạy cho các bạn xem này. Bấm chạy. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó chỉ ra cái ô D4 thôi. Để mà, để mà nó cho ra kết quả của những cái dòng ở phía dưới nữa thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn copy cái đoạn này này các bạn cần chân C và cần chân V các bạn các bạn dán ở đây và các bạn sửa chỗ này thành D4 đến D11 đến D11 và các bạn để đây là dấu chấm fill down đó có nghĩa là các bạn copy cái công thức từ trên xuống các bạn hiểu không đoạn code này là ý nghĩa là như vậy bây giờ mình kiểu chạy đoạn code này cho các bạn xem này mình bấm vào đây chạy đó các bạn thấy chưa kết quả nó y như nhau luôn Đấy, các bạn thấy không nhưng mà nó có một cái điều là gì Chỗ này nó có công thức đúng không? Ở bên này thì không. Thế thì làm sao? Chúng ta bỏ cái công thức đó đi thì đơn giản là chúng ta sẽ copy cái đoạn này. Chúng ta dán trong đây. Chúng ta chúng ta cho nó bằng bằng chính nó luôn. Đấy. Đấy chúng ta có thể để, để ở đây là value. Đấy, sẽ bằng chính nó value. Thì nó sẽ mất cái công thức đi cho chúng ta đó như các bạn thấy bây giờ đang có công thức đúng không mình chạy một lần nữa này bấm chạy rồi bây giờ xem này đó các bạn thấy chưa là nó đã mất công thức rồi đấy thì đây là cái trường hợp mà chúng ta dùng xâm íp khác file thì các bạn làm theo cách này nó dễ hơn so với cái việc mà chúng ta viết uh, như ở phía trên đấy thì tùy theo tình huống mà chúng ta xử lý và chúng ta dùng cách cho nó phù hợp các bạn nhé không phải lúc nào chúng ta cũng uh, dùng theo một cách nào đó chúng ta dùng cái cách nào mà chúng ta thấy nó phù hợp và chúng ta thấy nó dễ và nó ra đúng cái kết quả như chúng ta mong muốn thì đấy mới là cái người uh, sử dụng thông minh đúng không? Người sử dụng Excel thông minh. Đó. Thì đấy mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng xâm if ở cùng file và khác file rồi. Thế bây giờ làm thế nào? Mỗi lần mình chạy mình lại vào đây mình chạy thì không ổn đúng không? Mình sẽ phải tạo cái nút như này này để mình gắn nó mình chỉ cần bấm là kết quả nó ra luôn. Đó. Thì đương nhiên là có cái cách khác để mình không cần phải bấm nút cũng có thể ra được kết quả, nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn cách nó dễ thôi. Đó, mình vào insert này, mình chọn xếp sau đó mình chọn vào cái biểu tượng này mình vẽ ra một cái cái nút như thế này. Đó, xong mình bấm vào bên này để mình định dạng nó, giả sử mình chọn uh, biểu tượng này đi. Đó, để cho nó khác bên kia xong mình chuột phải này, chọn Edit Text này, mình mình chọn run ở đây là trường hợp là uh, cùng cùng file các bạn nha. Rồi mình sẽ copy nó và mình dán xuống dưới này Đấy, đây là trường hợp khác file nhưng mình sẽ đổi cái màu của nó đi các bạn nhé mình đổi màu của nó đi là mình sẽ chọn là cái màu nó khác đi để rồi màu này đi đó và mình gắn cái cốt vào đây để trường hợp là cùng file này mình chọn nó chuột phải này các bạn chọn là ở size macro này sau đó các bạn chọn là cùng file đúng không Đấy submit cùng file này đó, sau các bạn chọn disco book ở dưới này, sau đó các bạn chọn ok. Đó. Rồi, và ở cái đoạn uh, cái nút ở dưới này cũng thế các bạn chọn vào nó nhé, các bạn chuột phải này, các bạn chọn ở size macro này, sau đó các bạn chọn là sum khác file này, chính là cái đoạn code mình vừa viết nhé. Ở dưới này chúng ta cũng chọn disco book tức là cái đoạn code này nó chỉ chạy trong cái file này thôi. Đó, sau đó chúng ta chọn ok. Rồi, thế bây giờ mình xóa kết quả này đi các bạn nhé, xóa kết quả đi. Và mình bấm chạy cho các bạn thử này. Các bạn bấm Run. Các bạn thấy chưa? Rồi, dưới này bấm Run này. Đó, thấy chưa? Ở đây nó cũng không còn công thức gì hết. Thì đó là cái cách sử dụng xâm íp cùng file Excel và khác file Excel. Đó, mình chia sẻ cho các bạn cách sử dụng rất là đơn giản luôn. Đó, hy vọng là các bạn thích cái video này. Đó, thì mình sẽ dừng cái video ở đây. Để hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.